Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người, tin nào các thanh niên ơi. Đó thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở trong một cái tựa game rất rất là mới các bạn ơi. Một mini game rất là thú vị. Đấy, bạn đọc tựa đề đã biết rồi. Hôm nay là chúng ta sẽ tìm ra gọi là ai là cặp đôi đang yêu nhau ở trong Núp Team các bạn nha. Đấy, nói chung là ngẫu nhiên, không biết được nào một lần. Đấy thì thôi để mình gọi là tham gia luôn. Ôi, chết dở rồi, tôi là team hồng, team con gái. Thôi được rồi, không sao các bạn. Đấy, nói chung là một nhân vật gọi là Juliet sẽ được ngẫu nhiên ở team hồng. Đấy, Romeo được ngẫu nhiên ở bên team xanh. Đấy, đấy là hai cặp đôi đang yêu nhau. Và chỉ có hai cặp đôi mới biết rồi. À đâu, quên mất, hai người đó mới biết là gọi là yêu nhau là một cặp đôi rồi. Đấy. Thế đâm ra là tình cảm nào? Chúng ta đáng là trong team mình. Còn những người thành viên ở trong gia đình, hai gia đình phải ngăn cấm sao cho gọi là không hẹn hò với nhau nha. Ok bạn ơi, mời nhá. Ai đây? Đi hẹn hò không? Phải không? Nói chung là để ngăn cấm được thì chúng ta đi nhặt hoa đi thôi, thành viên trong gia đình nhá. Các thành viên trong gia đình nhặt hoa đây. Ok bạn ơi. Mình cũng phải đi nhặt hoa, để ý nha, để ý nha. Ai mà lén lút trong thời gian là hay cứ hai người nào đi liên là ngoài đi lẻ. Thời gian trong vòng ấy là 3 phút mà không hẹn hò được với nhau này. Ok bạn, sau nãy giờ tôi chưa nhặt được nhỉ. À đấy, còn có một nhân vật có tên đó là Hunter nữa bạn này. Hunter là có thể gọi là ngăn cấm luôn bạn này. Đây. Cấm luôn, nhưng mà cấm sai là đi luôn. Đúng rồi, ngăn cấm sai là ngủ với Jun đấy. Ok bạn, đi. À như nào sao nào. Có vẻ là hình như có vẻ thanh niên Pixel rồi. Thanh niên Pixel với cái khác yêu nhau này. Đây luôn. Không cái gì không à. Em biết ai đang chuẩn bị yêu nhau rồi. Đây này, con rời Pixel cầm cái bông hoa nó màu hồng này. Đôi. Đôi, tiêu diệt đi. Tiêu diệt nó đi cho đi. Con rời Pixel chính là Juliet. Để em cấm cản cho em. Đúng rồi. Đúng rồi, ai cấm cản thì con rời đi. Con rời Pixel đúng không? Thế con rời Pixel hẹn nói mấy con rời kia nè. Ok. Tàn sát rồi. Đúng rồi, cấm cản đi, đừng cho hẹn hò. Rồi, rồi, rồi. Con rời Pixel hẹn nói con rời bí ngô. Ôi. Các bạn thấy chưa? Trời ơi, đúng rồi, đừng có cầm bông hoa. Cách nhận biết đó là bông hoa của mình là gọi là heo úa, còn bông hoa của là hai người đang yêu nhau đó là màu hồng với cả là màu xanh là nó tươi rói rói bạn ơi. Thôi được rồi, đấy game đầu tiên để cho mọi người dễ nhận biết. Rồi game thứ hai các bạn ơi. Đây, chúng ta xem nào, game tiếp theo là xem ai yêu nhau nào. Rồi, ai yêu nhau thì tự biết nhá. Chắc là trong này là... Rồi, ok. Là bí ngô với kia. Nhưng mấy con dài nào đang yêu nhau thì đừng có cầm cái bông hoa lên nha. Game chết đuối rồi. Cái gì mà chết đuối rồi chứ vậy? Ôi giời ơi, thôi, nó phế thật sự bạn. Phế đi nhở. Nếu cái nhà tôi, tại sao lại có dòng tộc của tôi lại có con dài kiên ở đây nhỉ? Thôi được rồi, thế thì... Đâu, dòng tộc đâu có lúc đầu kiên là dòng tộc của em, ảo thật. Nhầm ui thế thì còn anh Nguyễn Khang với Pixel rồi, một trong hai rồi anh em ạ. Sáng người là phế luôn này. Ok, Kiên là cái gì đấy, thợ săn gì đấy, không biết luôn, vừa vào đã ngã rồi. Dễ là con dài Pixel lắm, thấy con dài Pixel cũng hay con dài Khang nhỉ. Ok, nghe mỉm này. Như một trong hai con dài gọi là đang hẹn hò với thanh niên nào bên mình thôi. Thầy thấy Pixel đang chạy một mình này. Pixel về nhà đi con, về nhà đi à, đừng hẹn hò với Núp nữa con, về thôi con ơi. Thế hai người đi gần nhau con. hẹn hò à. Ôi giời ơi, có gì đó sai sai ở đây. Con rời Khang, thấy tỷ lệ con rời Khang là cao rồi mà. Đang đi nhặt bông. Ok. Nô cũng đang đi lượm bông nha, không có hẹn hò với ai nha. Đường ê, thấy hai cặp tình nhân này đi rẽ đây nha. Đâu. Đây, Zero Michel. Zero Michel à? Ok, không phải rồi. Uy tín thế này. Nói chung là cầm kiếm trên tay là trọng trách cao ấy nhá. Chứ gọi là xử nhầm ai là ngăn cấm nhầm ai là hối hận cả đời đấy. Ok, đi này. Sao nãy giờ không kiếm người đi Pixel. Pixel á, Pixel cứ Khang lại cứ kêu Pixel tè luôn. Pixel. Bay 50-50 nào, bay để Hai con dài. Nguy cơ Pixel lắm này. Đi rồi. Ra inbox đi. Này, ok, thằng nào. Cái đường này sao đi? Tầm này là đi nhặt hoa đây rồi chứ sau nãy giờ để rồi 5 bông hoa rồi 6 bông rồi bạn ơi. Ôi, 7 bông này. Ngăn cấm không cho yêu nhau nhá. Năm này yêu đương cái gì? Đây.
này không có điều gì. Gác xuống nước là đi luôn. Ok. Ta đã có kiếm sử dụng ngoài mà như đầu ở nhà bên kia ta nghi ngờ ai đang hẹn hò với cả Romeo nhà ta nhỉ? Mà con giải Khang hay con giải nhà núc là ai còn chưa biết nữa. Như Romeo chưa thấy hẹn hò nhau luôn đấy. Hay là con giải Zeno đây. Người Zeno đúng không? Bây giờ đằng nào bên team mình hơn người đúng không? Bên một người xử lý đi. Thế nhầm một cái là hy sinh nhưng mà nhầm là đi đấy nhầm cái là hy sinh người mà vẫn còn hai người mà đúng không? Đấy ai đây thử nha xem nào. Hay con giải Khang kìa, tôi nghi con giải Khang cũng này, con giải Khang đang hẹn hò này. Không, không phải em đây. Dám hẹn hò với con trai nhà ta, ta sẽ quyết rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Thế rồi như tôi nghi ngờ thì nên nó khác nhiều hơn là Vimo rồi. Ừ chắc chắn là Vimo. Nhưng mà chưa kiếm sử dụng nào. Vimo. Mày đâu chứ không mày. Rồi hẹn hò công khai với nhau rồi. Hẹn hò công khai yêu đương với nhau rồi. Đúng rồi. Cố lên. Rồi ơi, mày không cho hẹn hò gia tộc nhà mình. Hai bông nữa. Trời ơi. Như đấy phải như thế, không cho hẹn hò bạn ơi. Đấy, gia tộc nhà mình không được gọi là để cho rồi ok bạn ơi. Đấy, nói chung là chúng ta ngăn cấm không cho yêu đương là được các bạn nhé. Đây là này tiếp tục. Ui tôi vẫn là thành viên cứng trong gia đình này, đi nhặt 10 bông hoa để gọi là tìm ra. Rồi rồi, tôi là thám tử lừng danh. Thám tử lừng danh. Coi coi. Cặp nào yêu nhau. Đây, thám tử lừng danh à. Đấy. Ý ngôn là thám tử lừng danh ơi. Còn chứ. Này anh em ơi, cứ nghi pixel mấy cái bí ngô lắm này. Đây đây. Lại lần thứ 3 ấy. Dí người ta đi. Đấy là cái tình yêu này vĩnh cửu lắm, cả ngoài đời cũng vậy. Này này. Ok, cứ đi tìm bông hoa đi rồi, chưa gì á, rồi lội... Này, ok, đây, nội bộ lục đục với nhau rồi. Ok, đây, úi giời ơi, ba gọi là ấy rồi, úi giời, à, con giày nào, hẹn hò với nhau rồi, ok. Đúng rồi, nghĩ hai con giời này, ngắm đúng rồi, hai con giời đi theo nhau này. Ghê, ghê. Cái gì, nghe ra con giời gì? Kỳ cứ dí bị xéo nhờ, kỳ cứ dí bị xéo ta. Dí gì? Mấy con giời này... đi theo bí ngô lại kia... Này, nên nhớ là chúng ta là hai gia tộc nha, chứ đừng có dí gọi là chính gia tộc của mình. Hai gia tộc khác nhau đấy, nên hai gia tộc khác nhau. Gia tộc nào mà dừng được là gia tộc đó win đó nha. Đúng rồi, nhớ là hai gia tộc nha, vừa lấy mấy thanh niên. Hai gia tộc khác nhau. Mình là gia tộc kia, mình là gia tộc. Mình phải đi tìm ra, mình là Juliet, mình phải đi tìm ra gọi là Romeo nha. Gia tộc mình không được để cho lộ ra Juliet là ai nha. Khang với cả Pixel nha. Đúng rồi, ngăn cấm mà. Ngăn cấm tình yêu à, đâu sao nào. Chứ mình đang nghi ngờ con giày bí ngô lắm này. Con giày bí ngô à? Sinh từ đấy này. Bí ngô lắm này, bí ngô à. Đừng có hẹn hò với gia tộc người ta. Không cầm kiếm ai thì cầm. Không chứng minh được, kiếm phải đánh. Kiếm ai là cầm. Nhưng mà người ta không kiếm được. Thôi, ta gọi nhận một bông hoa nữa, ta sẽ đi mang vinh quang về cho gia tộc của... Ta sẽ mang vinh quang gia tộc cho gia tộc Juliet. À thế à. Đây bây ơi. Giờ mọi người tách nhau ra đi, đi bắt quả tang. Bây giờ đi bắt quả tang này. Bắt quả tang em. Con trai có nhỉ, sắp hết gọi là 3 phút rồi đấy. Hai bạn cũng hẹn hò với nhau chưa nhau, nhau đây nhỉ. Sự hẹn hò nào đây. Nãy giờ chưa thấy hẹn hò gì luôn đấy. Không hẹn hò là thôi, hai gia tộc này. Đúng nghĩ rằng là thanh niên tỷ lệ cao là thanh niên bí ngô này hẹn hò lén lút với ai trong gia tộc nhà mình rồi. Thợ gian thanh niên đúc nữa đổi chú ý sang bí ngô ấy nhỉ. Ôi, đang nghe đâu kìa. Biết ai rồi, biết ai rồi, đi tìm đi. Con giày nào nhỉ, con giày Kiên nè, dám hẹn hò gia tộc nhà ta hả? Kiên Pixel à? Cố lên, gia tộc nhà ta phải win Khang ơi, gia tộc Kiên revival Kiên ngay, revival Kiên ngay, đâu rồi. Đâu rồi, nhanh lên, đừng để cho gọi là con giời kia hẹn hò với gia tộc nhà mình. Con giời Kiên đúng không? Kiên. Con giời Pixel ơi. Yêu nhau công khai rồi hả? Yêu nhau công khai rồi hả? Con giời yêu nhau công khai rồi các bạn ơi. Yêu nhau công lắm. Chúng ta phải đi. Đằng nào cũng thua. Đâu rồi? Bên kia. Sao không đấy? Bên kia cầu. À đây, à hướng này đúng rồi, con giày Kiên này dám yêu gọi là Pixel à? Ngăn cả ngay, người ta lá ngọc cành vàng mà dám yêu à? Thôi, con mấy năm trời. Con gái người ta nuôi, đừng có nhảy xuống giếng từ từ nhé. Đừng nhảy xuống nhé con. Đâu rồi?
Đúng rồi. Đấy, ông thấy kia rồi, chạy mất dép nhanh như vậy. Rồi, còn 28 giây nữa, nhanh không đủ hẹn hò lần nữa. Không đủ hẹn hò rồi. Đúng rồi, kia không đủ hẹn hò cũng mệt rồi. Không có tình yêu nào ở đây hả? Ôi dồi ôi, không có. Sao cây gốc cây bên kia đi, sao ơi? Gốc cây à, rủ nhau hẹn hò gốc cây à. Trời ơi, cây chuối này gì đây? Bên đường, bên đường, bên đường. Ui dồi, nhưng mà gia đình ở bên đấy hết rồi. Rồi. À, tình yêu hẹn hò bên này à. Ui dồi, hai người hẹn hò đây này. Ui dồi, hai người hẹn hò này. Ôi rồi rồi hết thời gian không hẹn hò là cái gì nè, no love nha, không có tình yêu gì ở đây cả, no like luôn. Ôi, tính ra nói chung là lần này thì không có gia tộc nào win các bạn ơi, đấy là không có không ai yêu được nhau. Ok, game tiếp theo các bạn ơi. Ai mà chứ tầm này là đi ấy đây. Ôi, tính ra ngăn cản đây. Rồi đây rồi. Chúng ta phải cố gắng là tìm ra để cho gia tộc gọi là của Juliet chiến thắng anh em. Đừng có phanh phui. Mình là gia tộc gì đây? Ờ đúng rồi, Capulet. Capulet là gia tộc của Juliet à. Đi nhặt hoa đi, đi nhặt hoa tầm này muốn sử dụng kiếm là cứ phải đi nhặt hoa, không nói chuyện nói gì thì nói. Như đây. Đấy rồi, con giải bí ngô như hẹn hò với ai này anh em ơi, kia là như lại con giải bí ngô thì phải thấy chạy ghê lắm, không có nhận hoa đâu, bỏ qua hoa luôn. Ôi phải gần mò từng bước chân đi, bỏ qua hoa luôn, nó nguy hiểm lắm. Thôi rồi thôi 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 thôi. Úi giời ơi, giải bí ngô đấy nó mất tích rồi. Anh em biết rồi đấy. Rồi canh bí ngô nha, bí ngô rồi. Canh me bí ngô luôn. Nên tầm này đợt kia đây canh me rồi. Canh me chặt chẽ lắm rồi. Canh me bí ngô luôn. Tìm ra anh em tách tách ra chớm là thấy hẹn hò một cái luôn là. Pixel đang tìm đây rồi. Đấy, ok các bạn đấy. Rồi. Ôi con giải bí ngô kìa. Hẹn hò kìa, hẹn hò thì phải. Con giải bí ngô này định hẹn hò với ai đấy? Nguy hiểm lắm. Thấy được cái nhỉ? Núp được 6 bông hoa rồi, núp được 6 bông hoa rồi. Núp phải tin bí ngô. Không, gia tộc khác nhau tin nhau làm cái gì? Người ta như người ta đang đi nhặt bông. Đám của con giời Pixel phải nhặt bông luôn. Ai nhỉ? Thôi. Con giời núp đâu mà núp bảo bí ngô nè, núp phách ấy. Ôi giời, người ta đứng ở bên cầu, người ta thấy ba ơi. Này, em có đứng ở cầu đâu? Không đứng cầu à? Thấy nhìn nhầm à? Đang đánh lạc sự chú ý rồi. Chắc là cầu khác rồi. Thấy giờ mới được 7 bông hoa rồi. Lâu thế nhờ. 6 bông. Lấy rồi được 7 bông hoa rồi. Hay có cái tình yêu chấm nở đâu đây nhỉ? Tình yêu không chấm nở. Nếu này không chấm nở nữa rồi. Đấy, nút còn 1 bông nữa thôi, nút còn 1 bông bên này thôi. 4 bông nữa. Còn 1 bông này. Đây rồi, có kiếm rồi. Tình yêu này không chấm nở nữa. Nhưng được không được công khai nha, bí ngô. Chúng ta phải giấu đấy. Chúng ta phải diệt bên ta bên kia đấy. Chúng ta phải giấu luôn nè. Ui, hello kìa. Anh em ơi, biết luôn. Ở đâu ấy nhỉ? Zeno. Con giải Zeno với con giải bí ngô ở đâu? Hai con giải cùng tin à? Zeno với cả Noob. Không phải đâu, Noob đây này, Noob đang đứng cạnh này này. Mày đừng vô lý nè. Không, PCL với Zeno đang đứng cạnh rồi. Zeno với cả thanh niên Noob đi tìm đi mọi người ơi. Chạy né là Zeno ơi, né với như ra. Thôi, còn 1 ngày, còn 2 ngày nữa thôi, hẹn hò còn 2 ngày nữa, đâu ơi. Đây bên này. Kìa, đây bên này, chết tở rồi. Chết tở rồi. Chết tở rồi. Tìm đường thoát đây. Cố lên. Khó quá. Tôi đã thấy rồi. Khó quá. Như khó quá. Chứ khó quá các bạn ơi. Chứ để hẹn hò là chúng ta phải hẹn hò tổng cộng 3 ngày các bạn ơi. 3 ngày ôi mà mình tìm ai anh em phải Zeno phải chạy qua núp đã, lần đầu tiên vào một cái núp đã thấy luôn là cái điểm hẹn hò đấy, Zeno không đi theo núp được cả, nguy hiểm thật đấy. Rồi ok các bạn ơi, đây bây giờ là gọi là game tiếp theo các bạn nha. Lần này nói chung là càng chơi càng có kinh nghiệm đâu các bạn nào. Ui giời ơi, tầm này mày quá thành viên trong gia đình rồi. Rồi. Thành viên trong gia đình rồi luôn. Gia đình gia tộc Montaguel của chúng ta phải chiến thắng nha. Montaguel đấy. Con giày Zeno định hẹn hò với ai trong gia tộc người ta đấy? Lại là Zeno, người ta là thành viên trong gia đình ra đi tìm kiếm cái này. Tập núp là Pixel chứ. Không, Pixel sạch luôn. Chắc là cầm kiếm là xử luôn quá ta. Ok, đẩy bông hoa, ai cầm bông hoa. Pixel bị bí ngô lại khác gia tộc rồi nhá, anh em cẩn thận. Bí ngô là Hunter. Tình yêu này bị cấm cản rồi, Thế à, ui
giời, hai bạn tình lại dẫn nhau đi hẹn hò này. Ôi giời ơi, ngắm sông à. À, con giời video này. Alo, con giời video là X. À, ê, ê, ê. Nhanh quá, chưa kịp. Con giời Khang à, con giời Khang à. Ta phải đi tiêu diệt con giời Khang á, nhân danh. Khang với Kiên Rích à, yêu nhau à. Con nhân danh chính nghĩa. Đây, 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 đây. Bà sẽ mang vinh quang về cho gia tộc. Ui ơi, hẹn hò kìa, anh ơi. Em ơi, hãy cố lên. Hẹn hò yêu nhau rồi, chết rồi. Chớp não rồi, em ơi. Rồi, rồi. À, đâu, 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 đâu. Đâu, đâu, đâu. Đây rồi, đâu. Ôi giời, Khang à. Đưa chớp não, em ơi. Không cho yêu nhau đâu, ngăn cả đi. Rồi. À, con à. Ok à. Thế sao, đúng không đi bụi luôn à. Ui giời. Yêu được 2 ngày rồi, trời ơi. Còn ngày ba là cưới. Yêu nhau này với chúng tôi này rồi. Như yêu nhau là không có được nha. Chứ ở nhà chúng tôi là không có cho yêu nhau bạn ơi. Ngăn cản ngay. Đây, vào gia tộc này, game cuối cùng này các bạn ơi. Ui giời ơi, tầm này tôi lại phải đi nhặt bông hoa rồi. Móc game đi. Anh em cố lên. Tầm này chúng ta gọi là phải đi nhặt bông hoa để gọi là đi tìm ra gọi là Juliet bên kia. Không cho hẹn hò với Romeo nhé. Tầm này hẹn hò người ta còn ngăn cản ngay. Mông luôn. Ôi trời, không có bông hoa nào nhỉ. Dùn lắm. Cái gì? Ai khả nghi là phải dễ con giời kia. Cứ để tình yêu con giời kia này chạy ra đây là núng nghĩa uy tín này. Thế chỉ còn con giời gọi là Pixel hoặc Bí Ngô lại đang hẹn hò. Chắc lại là con giời Pixel này. Lại nghi ngờ. Không, ý là hẹn hò với ai bên nhà của ta thôi chứ con ta. Nghi là nghi Bí Ngô lắm này, từ đấy chạy không thấy Bí Ngô đâu này. Bí Ngô chắc hết bên này rồi. Thế vì đấy à? Cái thành phố này. Cái thành phố này nó rộng lớn quá mà. Ok, đây, 4 bông hoa rồi. Có khi chui mấy cái nhà này có cho anh hòm. 4 bông hoa rồi. Đi rồi, hai con giời Khang. Hai con giời này này. À, Zeno với cả Pixel đi chung với nhau nãy giờ nhá. À, thế à, thế à. Con giời Bí Ngô với cả con giời này đi chung với nhau đỉnh kia. Nãy giờ cũng không thấy chui với Bí Ngô đâu luôn nè. Ê, tôi đi chấm nở, tôi đi chấm nở rồi. Đây ơi, con giời này chắc. Ở đâu nhỉ? Chưa có hoa. Rồi, con giời, hai con giời. Ui, cả hai nhà đều win à. Con giời tiêu diệt cả hai nhà. Sao vậy? Con giời Bí Ngô này báo thật đấy, tiêu diệt một lúc cả hai người trong cùng cả tiêu diệt cả trong gia tộc của mình luôn rồi. Con giời này không chấp nhận được các bạn ơi. Rồi, đại khái là cái game này mình thấy rằng là có vẻ là thiệt cho gọi là cặp đôi, bạn cặp đôi khó là chiến thắng, thật sự nó khó để chiến thắng các bạn ơi. Trong phim cũng vậy mà. Đúng rồi này, nó hẹn hò được đầy đủ 3 ngày đúng kiểu đúng là mẹ Romeo với cả Juliet là không mà đến được với nhau các bạn nhé, kể cả trong phim lẫn trong game các bạn. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh đồ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả trong lúc tìm. Ở những cái hộ nha, của mình xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye.